Kính chào quý vị. Trước mắt chúng ta đang là một căn nhà đất có địa chỉ tại phường Phương Mai, quận Đống Đa. Bất động sản này thì có thông tin cụ thể như sau. Diện tích xây dựng là 35m2 x 5 tầng, mặt tiền xấp xỉ 4m. Hiện trạng thì đang là nhà xây khung bê tông 5 tầng. Bất động sản này có hướng Tây, phù hợp cho ai cần tìm nhà Tây tứ trạch. Đây mời quý vị quan sát cái mặt tiền của nhà mình đây. Vị trí ngõ trước nhà thì tương đối rộng rãi, ô tô vào cách nhà khoảng 15-20m. Nhà gần chung cư, gần bãi để xe nên là tiện ích đủ đầy, từ trường, chợ, siêu thị, vân vân. Về thiết kế nhà thì cơ bản là mỗi tầng một phòng, cầu thang thì ở cuối. Các tầng 3, 4 và 2 là phòng ngủ rộng. Tầng 5 thì là gian thờ, sân phơi. Tầng 1 thì có bếp như quý vị đang xem đây. Hiện tại thì chủ nhà đang chào bán giá trên 5 tỷ. Mức giá cụ thể thì em sẽ ghi rõ ở phần mô tả nha mọi người. Giá thì có thể thay đổi và có thể thương lượng trực tiếp với chính chủ, chủ nhà. Một điểm cộng khác là nhà có đồ nội thất cơ bản, có điều hòa Daikin đầy đủ các phòng, kể cả tầng 1 cũng đã lắp sẵn rồi. Ngoài ra thì còn một số thiết bị khác như là tủ, rồi bếp điện, vân vân. Đây em sẽ quay luôn cái gian bếp cho mọi người xem đây. Bất động sản này thì cực kỳ thích hợp cho ai cần phòng ngủ rộng. Phòng ngủ ở trên thì siêu đẹp luôn. Lát thì em sẽ quay kỹ càng ở phần trên để mọi người tiếp tục xem nhé. Về vị trí địa lý thì nhà có địa chỉ tại đầu đường Trường Chinh, thuộc phường Phương Mai, gần với bệnh viện Bạch Mai và gần với Đại học Kinh tế Quốc dân, cũng như là khu Lê Thanh Nghị, Bách Khoa xây dựng. Địa chỉ cụ thể của nhà là ở ngõ 102 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Quý vị ơi, đây là cái phòng ngủ ở tầng 2 của nhà mình nhé. Các tầng 3, 4 thì cũng đều giống tầng này. Nhà mình sẽ có 3 cái phòng ngủ như thế này. Phòng ngủ rất rộng luôn. Đã có sẵn rèm tre này, điều hòa này, đầy đủ thiết bị. Vừa rồi thì là những thông tin cơ bản về một căn nhà đất, căn nhà riêng tại đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngoài cái sản phẩm này thì em Thiện còn rất nhiều thông tin nhà đất cùng khu vực nhưng mà diện tích nó khác, khoảng tiền khác, hoặc là đặc điểm về vị trí và thiết kế nó khác. Quý vị anh chị cô bác quan tâm thì xin mời liên lạc trực tiếp cho em Thiện theo số máy di động em có để ở góc dưới màn hình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.